Nắm bắt nhu cầu làm định danh điện tử hiện nay khá lớn, thế nên lực lượng công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng loạt việc cấp định danh điện tử cho người dân vào xuyên suốt 5 ngày nghỉ lễ đợt này, từ 7 giờ sáng đến hết 10 giờ tối, bắt đầu từ hôm qua 29 tháng 4. Nhận được các thông báo từ địa phương, người dân đã đến xin cấp định danh điện tử rất đông, ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay tại thành phố Biên Hòa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 4, là ngày nghỉ lễ chính trong cái đợt kỳ nghỉ lễ lần này. Tuy nhiên thì lực lượng công an thành phố Biên Hòa nói riêng và công an tỉnh Đồng Nai nói chung vẫn thực hiện hỗ trợ người dân làm định danh điện tử. Và tuy chỉ có mới đầu giờ sáng thôi nhưng mà cái lượng người dân đến công an thành phố Biên Hòa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả rất là đông để được làm cái thủ tục quan trọng này. Mới hơn 8 giờ sáng nhưng tất cả các hàng ghế chờ tại tổ cấp căn cước công dân ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa do công an thành phố Biên Hòa đảm nhiệm đã kín chỗ. Số lượt thứ tự phát ra trong ngày cũng đã gần hết. Lý do là nhu cầu cài đặt định danh điện tử mức 2 hiện nay tại thành phố Biên Hòa quá lớn. Bởi những người dân này vào ngày thường đi làm ăn xa hoặc bận rộn các công việc nên khó sắp xếp đi thực hiện cài đặt được. Và nay do đang là ngày nghỉ lễ và được thông báo có hỗ trợ cài đặt định danh điện tử 16 trên 24 giờ trong 5 ngày nghỉ lễ, nên họ tranh thủ sắp xếp thời gian để đến làm thủ tục cài đặt. Tại vì chị thấy hiện tại là cái số lượng người cần nhu cầu làm cái này rất là nhiều, thì nhà nước mình cũng hỗ trợ là việc người dân thế này cũng rất là tốt. Tại vì có những công việc giống như chị nè, chị có những ngày lễ như thế này mới nghỉ được, thì chị cho con chị cũng đi lên làm lại, thì chỉ có những ngày lễ như thế này thì nó mới không đi học á. Em mới dẫn lên làm được, rất là tốt. Từ cái lúc mà em nhận được cái thông tin ở trên cái app điện tử á, thì là em đã nghĩ là mình phải đi làm ngay, nhưng mà em tưởng là lễ mình sẽ nghỉ, nhưng mà không, em nhận được thông báo là công an người ta đã dành cả 5 ngày nghỉ lễ để cho mình đến lấy số thứ tự và mình làm cái việc căn cước này. Thế nên là em nghĩ là khi mà người ta bỏ thời gian như vậy á, thì khi mà người dân người ta từ dưới thành phố lên về chỗ mình làm căn cước để mình làm thì nó sẽ tiện hơn. Thực tế, trước lễ 30 tháng 4 khoảng một tuần, nhằm tạo điều kiện cho những người dân làm ăn xa, học sinh, sinh viên, Công an thành phố Biên Hòa đã yêu cầu công an 30 phường xã trực thuộc kêu gọi người dân sắp xếp thời gian đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa để cài đặt định danh điện tử mức 2 và làm căn cước công dân. Tại đây, mỗi ngày tổ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử đã hỗ trợ khoảng 600 trường hợp, gấp 3 lần so với những ngày thường. Không chỉ hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử tại địa điểm như thông báo, dịp lễ này, Công an thành phố Biên Hòa còn tổ chức cài đặt định danh điện tử cho rất nhiều trường hợp là người già khó khăn trong việc đi lại. Trước lễ thì hiện tại cấp tài khoản định danh điện tử tại Trung tâm Hành chính công thì tầm khoảng từ 2 đến 300 công dân. Tuy nhiên, dịp lễ tăng có thể gấp đôi hoặc gấp ba, tăng từ 4 đến 600. Công dân đông thì gây một số cái áp lực. Như chúng ta thấy hiện tại bây giờ là có hai thiết bị, tuy nhiên là trong buổi sáng hôm qua hôm nay thì đã tăng cường thêm 2 bộ thiết bị và tăng cường thêm 2 cán bộ để tập trung thu nhận hết cái số mà công dân trong những ngày nghỉ lễ. Với những nỗ lực xuyên suốt như thế này, hy vọng Công an thành phố Biên Hòa nói riêng và Công an tỉnh Đồng Nai nói chung sẽ sớm về đích trong việc cấp định danh điện tử cho người dân. Và đến nay, nếu chưa cài đặt định danh điện tử mức 2, người dân hãy tranh thủ đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa để thực hiện, vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính sau này.